Ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9 vừa qua, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc vinh dự đón tiếp chuyên gia thẩm mỹ mắt hàng đầu châu Á, tiến sĩ bác sĩ Hồng Lim Choi sang thăm và làm việc. Trong chuyến thăm lần thứ 15 này, Chủ tịch Hội Thẩm mỹ mắt Hàn Quốc đã cùng tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung ký kết thành lập trung tâm tái phẫu thuật mắt tại Việt Nam. Chuyển giao công nghệ Miss Face và công nghệ thẩm mỹ mắt Cycle Eyes mới nhất 2017. Cho đến thời điểm hiện tại, JW là bệnh viện tiên phong tại Việt Nam sở hữu trung tâm tái phẫu thuật mắt. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho những người từng trải qua phẫu thuật mắt hồng. Ngay sau khi biết được thông tin tiến sĩ bác sĩ Hồng Liêm Choi đến Việt Nam, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã nhận được rất nhiều lượt đăng ký tham gia buổi gặp gỡ và giao lưu trực tiếp cùng chuyên gia thẩm mỹ hàng đầu châu Á. Đáp lại tấm lòng và sự chờ đợi của khách hàng với lịch phẫu thuật dày đặc, tiến sĩ bác sĩ Hồng Liêm Choi vẫn dành thời gian cho buổi giao lưu trực tuyến. Đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và đã được các bác sĩ trả lời đầy đủ và chi tiết. Những ca phẫu thuật mắt khó để lại di chứng nặng nề, tưởng chừng như không thể cứu vãn, đều được bác sĩ Choi tư vấn và tìm ra hướng giải quyết. Trong 2 ngày, 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9, bác sĩ Choi đã tiếp nhận cho hàng chục khách hàng đang gặp khiếm khuyết về mắt. Trong đó, có nhiều trường hợp đã phẫu thuật sai cách dẫn đến những tình trạng như mắt trợn ngược, mắt lờ đờ, mắt séc không đều mí hoặc mắt lật mí. Tất cả đều được Chủ tịch Hội Thẩm mỹ mắt Hàn Quốc thực hiện giải cứu ngay tại Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Trước đó, Tổng Giám đốc Hệ thống JW Toàn cầu cũng đã chuyển giao công nghệ và trao quyết định thành lập Trung tâm tái phẫu thuật mũi tại JW Việt Nam. Hoạt động chuyển giao công nghệ thường xuyên tại JW không chỉ thắt chặt mối quan hệ Việt-Hàn trong ngành thẩm mỹ, mà còn giúp cho nhiều khách hàng Việt dễ dàng tiếp cận những công nghệ làm đẹp tiên tiến với mức chi phí hợp lý ngay tại nước nhà.